Từ bé là con đỡ mặt rồi, từ nào giờ con chưa biết ốm là gì luôn á. Nhưng mà tới khi mà bầu em bé là con lên 30 kg mà không dám ăn đêm nha. Bầu lên cỡ đó nếu mà vô tội vạ thì là buồn nữa. Đợt lên bàn mổ là 90 mấy kg. Ủa con vẫn cân suốt mà. Uống làm ra nhiều không? Nhiều lắm, loại nào con cũng biết Cảm giác con ăn nó nhiều không? á. Dạ nhiều. Nhưng mà cũng cứ ăn nhiều cái xong cái ngày mai uống thuốc giảm cân thì nó kiềm chế cái cân thèm lại. Thèm dữ lắm, cái gì cũng thèm hết. May nhờ có thuốc giảm cân thì nó kiềm chế lại chút, chứ còn không là chắc cũng phải cả 100 kg đấy. Uống thuốc giảm cân nhiều loại lắm nhỉ? Nhiều loại lắm. Thế mỗi lần uống thì nó có giảm thế nào? Giảm được, uống giảm cân giảm được nhưng mà ngưng ra nó lên lại như vậy hoặc là hơn luôn. Kiểu như là thuốc giảm cân từ đó giờ gọi là chống chế nữa.